Những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga chưa quen ngày thứ 379 Mỹ trả lệnh tịch thu máy bay 25 triệu USD thuộc công ty dầu khí Rosnaf của Nga Tình nguyện viên tại Cộng hòa sách gây quỹ mua 15 hệ thống phòng không cho Ukraine Như bắt đầu sản xuất máy bay không người lái có khả năng bay tới Siberia Nga có thể mạo hiểm tấn công, Voloda bất chấp nguy hiểm ở Bakhmut Ông Trùm Quốc Nơ công khai chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vì tuyên bố kiểm soát Bắc Mút. Trước mưa pháo bình xuống Bắc Mút, 700 lính Nga thiệt mạng, hàng loạt khí tài bị xóa sổ. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Uyên My xin được chào mừng quý vị cùng đến với chương trình tin nóng trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Mỹ đã lấy được lệnh tịch thu một chiếc máy bay của công ty dầu khí Nga Rosneft do ông Igor Ivanovich Sechin lãnh đạo. Theo kênh CNN vào ngày 8 tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố mở niêm phong tịch thu một chiếc máy bay Boeing 737 7 thuộc công ty dầu khí Rosneft của Nga. Tòa án Mỹ phụ trách quận phía đông của New York đã cho phép tịch thu chiếc máy bay trên sau khi thấy có thể bị tịch thu dựa trên hành vi vi phạm đạo luật cải cách kiểm soát xuất khẩu ECI và các lệnh trừng phạt Nga gần đây. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chiếc máy bay này trị giá khoảng 25 triệu USD kể từ khi phương Tây trừng phạt Nga, chiếc máy bay trên đã rời và vào Nga ít nhất 7 lần từ một nước khác và do đó vi phạm lệnh trừng phạt. Ông Andrew Adams, quan chức Bộ Tư pháp Mỹ nói Do vi phạm lệnh kiểm soát xuất khẩu của Bộ Thương mại Mỹ, Rosneft đã biến máy bay của mình thành hàng buôn lậu. Luật sư Mỹ Brian Pierce nói rằng, hành động thực thi ngày hôm nay cho thấy các công ty và tài phiệt Nga phải trả giá khi trốn tránh các biện pháp trừng phạt mà Mỹ đã áp đặt. Trong khi đó, Liên minh châu Âu coi ông Igor Ivanovich Sechin là một trong những cố vấn thân cận và đáng tin cậy nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Từ năm 2022, các nước phương Tây có nhiều động thái tìm cách tịch thu tài sản của các tỷ phú Nga để tái thiết Ukraine. Thượng viện Mỹ đã bật đèn xanh cho phép chính quyền của Tổng thống Joe Biden tịch thu tài sản của các quan chức, doanh nhân và tổ chức Nga tại Mỹ, cũng như gửi số tiền thu được để tái thiết Ukraine. Luật sửa đổi cho phép Bộ Tư pháp Mỹ bán bớt tài sản của các nhà tài phiệt và các tổ chức Nga bị trừng phạt, từ đó có tiền giúp đỡ cho Ukraine. Theo số liệu từ Hội đồng Tư vấn Atlantic, Mỹ đã trừng phạt hàng nghìn cá nhân thực thể của Nga. Tình nguyện viên tại Cộng hòa sát gây quỹ mua 15 hệ thống phòng không cho Ukraine Các tình nguyện viên tại Cộng hòa sát đã gây quỹ mua 15 hệ thống phòng không di động cho Ukraine. Điều này được báo cáo bởi RPC Ukraine có liên quan đến sáng kiến của Cộng hòa sát với tên gọi Quà tặng cho Putin trên Twitter. Sáng kiến quà tặng cho Putin của Seth đã công bố giai đoạn cuối của bộ sưu tập 15 hệ thống phòng không di động Viter của Ukraine sẽ đến Ukraine trong vài tuần tới. Việc sản xuất 15 khẩu súng đòi phòng không Viter mà bạn đã chuyển 90 triệu kron sắp kết thúc. Phương tiện và súng máy đã sẵn sàng, quá trình chuyển giao bắt đầu, chúng sẽ đến Ukraine vào cuối tháng, tuyên bố cho biết. Tổ hợp di động Viter Hệ thống phòng không di động Vitor dựa trên mẫu xe bán tải Toyota với cabin tổ lái phía trước và khoang chở hàng phía sau. Một giá treo xuống máy phòng không đôi cỡ nồng 14,5mm được gắn trên giá. Mô đun đạn dược với 300 viên đạn được trang bị và 300 viên bổ sung đi theo xe. Các nhà thiết kế dự kiến rằng chúng có thể đặc biệt hữu ích trong cuộc chiến chống lại máy bay không người lái của Iran, vốn được Nga sử dụng trong chiến tranh. Ukraine bắt đầu sản xuất máy bay không người lái có khả năng bay tới Siberia. Phạm vi cơ bản của một chuyến bay UAV tự hành lên tới 1.000 km, nhưng các máy bay không người lái hiện đại hóa có thể bao phủ khoảng cách gấp 3 lần. Việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái có khả năng bay đến bất kỳ điểm nào ở phần châu Âu của Nga đã bắt đầu ở Ukraine. Đặc biệt, một UAV như vậy có thể bay hai lần tới Moscow và ngược lại hoặc bao phủ khoảng cách tới Siberia. Máy bay không người lái được sản xuất bởi Aerodrone. Theo đối tác dự án Dmitry Simkiv, trong một cuộc phỏng vấn với Dev.ua, phạm vi bay của mô hình cơ bản của máy bay không người lái là 1.000 km. Nhưng các phiên bản nâng cấp do lắp đặt bình xăng 350 lít trên chúng có thể bay xa gấp 3 lần, lên tới 3,1 km. Theo người đối thoại, máy bay không người lái có trọng tải có thể được phân bổ tùy thuộc vào mục đích của chuyến bay. Nếu một UAV với thùng chứa có thể tích lớn nhất được phóng từ Kharkov, thì nó sẽ bay tới Murmansk và vùng ngoại ô Novosibirsk. Công ty đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng về việc cung cấp lộ máy bay không người lái đầu tiên này cho quân đội Ukraine. Chúng ta đang nói về các mẫu máy bay không người lái D-80 Discovery và E-300 Enterprise Tải trọng của máy bay không người lái thứ nhất là 80 kg, chiếc thứ hai có thể chở 300 kg. Chi phí tiềm năng của máy bay không người lái ước tính khoảng 250.000 đến 450.000 USD. Giá chính xác phụ thuộc vào các thiết bị bổ sung mà khách hàng muốn cài đặt. Ví dụ, sim khiếp trích dẫn máy ảnh, giá của chúng có thể dao động từ 20.000 USD đến 320.000 USD. Nhớ lại rằng, vào tháng 12 năm ngoái, có thông tin cho rằng Ukraine đang trải qua các cuộc thử nghiệm cuối cùng đối với máy bay không người lái tấn công nội địa. do đó những chiếc máy bay không người lái sẽ được bàn giao cho lực lượng vũ trang Ukraine. Phạm vi bay của UAV sẽ lên tới 1.000 km và trọng lượng của đầu đạn bay không người lái sẽ là 75 kg. Trước đó, người ta cho biết chính quyền nga đang tham gia tăng cường phòng không cho Moscow vì lo ngại các máy bay không người lái mới nhất của Ukraine. Nga có thể mạo hiểm tấn công Vuleda bất chấp nguy hiểm ở Bakhmut. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga có thể mạo hiểm theo đuổi một cuộc tấn công mới vào khu vực Vuleda ở tỉnh Donetsk, phía đông chủ Khi các cuộc đụng độ đang gia tăng trong trận chiến giành thành phố Bakhmut bị chiến tranh tàn phá, trong đánh giá mới nhất về cuộc xâm lược ở Ukraine, vốn đã trồn một năm kể từ ngày 24 tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Gần đây, Bộ Chỉ huy Nga có thể coi bước đột phá tại Volodya là một cách quan trọng để đạt được bước đột phá quan trọng về mặt hoạt động ở Ukraine. Volodya đã chứng kiến các cuộc đụng độ dữ dội vào tháng 1 và tháng 2 khi quân đội Nga cố gắng chiếm thị trấn, điều mà một quan chức do Điện Kremlin đã nói có thể khiến cuộc chiến có lợi cho Moscow. Quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đã mất hàng chục xe bọc thép trong nỗ lực thất bại nhằm chiếm thị trấn miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, các nhà lập kế hoạch của Nga có thể phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi thực hiện một cuộc tấn công Volodya khác hoặc hỗ trợ giao tranh dữ dội ở phía bắc gần Bakhmut và Kremena. Đánh giá của bộ được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội của ông sẽ không rút khỏi cuộc chiến giành thành phố công nghiệp Bakhmut. Thành phố này là nơi diễn ra một số cuộc giao tranh dữ dội nhất kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện chỉ hơn một năm trước các cuộc đụng độ giữa các lực lượng Nga và Ukraine xung quanh Bắc Mút ngày càng trở nên khốc liệt khi Moscow tìm cách giành chiến thắng trên chiến trường lớn đầu tiên kể từ mùa hè năm 2022. Denis Bushilin, nhà lãnh đạo của Nga tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nói với Ria Novosti vào cuối tháng 1 rằng, việc chiếm được Volodya có thể thay đổi hoàn toàn cán cân quyền lực ở tiền tuyến Ukraine. Ông nói vào thời điểm đó, Volodya có thể trở thành một thành công mới rất quan trọng đối với chúng tôi Việc kiểm soát khu định cư này sẽ giúp quân đội của chúng tôi tiếp cận các hướng Pokrovs và Kurakovskoy. Phóng viên quân sự Ukraine Yuri Butusov cho biết trên kênh Telegram của mình vào tháng 1 rằng, thị trấn khai thác than có tầm quan trọng then chốt đối với Nga vì nó là một điểm liên lạc chiến lược quan trọng ở phía nam Donbass, biên giới để triển khai lực lượng vũ trang cuộc tấn công trong tương lai của Ukraine vào hành lang Crimea. Việc chiếm được nó sẽ cải thiện đáng kể vị trí chiến lược của quân đội Nga ở Donbass và sẽ cho phép tăng cường khả năng phòng thủ. Butushot nói, đồng thời lưu ý rằng các mục tiêu chiến tranh của Nga vào năm 2023 sẽ là chiếm toàn bộ khu vực Donbass hoặc đẩy quân đội Ukraine ra xa từ hành lang Crimea. Viện nghiên cứu chiến tranh, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, đã đánh giá vào tháng trước rằng các lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin đã phải chịu thương vong thảm khốc xung quanh khu vực Volodya. Cuộc tấn công của Nga vào Vuleda được cho là đã bị đình trệ vào cuối tuần đầu tiên của tháng 2. Ông Trầm quan N công khai chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei vi phạm tuyên bố kiểm soát Bakhmut. Tờ phát cho biết, ông Trầm tổ chức đánh theo quan Nờ, Sergei Prakosin, đã công khai chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shogu, vì những bình luận về việc gần như kiểm soát Bakhmut, đồng thời kêu gọi các phóng viên ngừng đưa tin quá sớm về việc tiếp quản thành phố. Người đứng đầu lực lượng đánh thuê Wagner của Nga hôm thứ Ba ngày 7 tháng 8 kêu gọi các nhà báo ngừng xuất bản các báo cáo về việc quân đội Nga đã chiếm giữ thành phố chiến lược Bakhmut của Ukraine. Trong một bài đăng trên Telegram, ông Prigozhin cũng yêu cầu các nhà báo ngừng sử dụng từ quét sạch Bakhmut. Ông Trần Wagner lưu ý, nếu quét sạch Bakhmut có nghĩa là tiêu diệt toàn bộ lực lượng Ukraine, Ước tính 12.000 đến 20.000 binh sĩ trong thành phố chỉ trong một đêm, thì điều đó sẽ không chính xác vì kịch bản như vậy chỉ có thể xảy ra trong phim ảnh. Prigozhin nói thêm rằng các chiến binh của ông đang làm mọi cách để kiểm soát Bakhmut, nhưng phàn nàn rằng chúng tôi vẫn không được cung cấp đạn dược, thiết bị quân sự, vũ khí và phương tiện. Bình luận về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, người nói rằng Bakhmut gần đây đã bị Nga kiểm soát, Prigozhin tuyên bố. Ông không thấy đại tướng Shoigu có mặt trong thành phố và không biết tại sao Bộ trưởng Quốc phòng Nga lại nói như vậy. Theo Prigozhin, các trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra cả ngày lẫn đêm ở Bắc Mút và chính quyền Kiev đang ngày càng đưa nhiều binh lính hơn tới đây. Ông Prigozhin nói rằng quân đội Ukraine trái ngược với lực lượng Wagner có rất nhiều đạn dược và các nguồn cung cấp khác. Ông Trump Wagner nói rằng, bất chấp những khó khăn trong cuộc chiến, tính đến nay, các chiến binh của ông đã kiểm soát toàn bộ phần phía đông thành phố Bắc Mút toàn bộ khu vực ở bờ đông sông Bakhmutka chảy qua Bakhmut chia thành phố thành hai phần đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Wagner. Ông Prigozhin tuyên bố hôm nay. Bộ Quốc phòng Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin này. Trúc mưa pháo binh xuống Bakhmut, 700 lính Nga thiệt mạng, hàng loạt khí tài bị xóa sổ. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kiev chiều thứ Tư, ngày 8 tháng 3, Thứ trưởng quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Bakhmut vẫn tiếp tục, nhưng cho biết tất cả đều không thành công và quân Nga chịu tổn thất nặng nề. Thứ trưởng Hanna Malia đã đề cập đến các hành động tấn công của lực lượng Nga xung quanh một số khu định cư ở phía tây Bakhmut, bà không đề cập đến tuyên bố của người đứng đầu nhóm Wagner, Yevgeny Prigozhin, rằng các chiến binh của ông ta hiện đang nắm giữ phần phía đông của thành phố. Bà cho biết. Quân phòng thủ của chúng ta đã để lùi hơn 100 cuộc tấn công của đối phương dọc theo chiến tuyến ở khu vực Donetsk vào hôm thứ Ba. Chỉ riêng tại tuyến đường Orykovo và vasylivka cách thành phố Bakhmut 20 km về phía tây bắc, các lực lượng Nga đã thực hiện hơn 30 cuộc tấn công không thành công trong ngày qua. Đối phương bất chấp những tổn thất đáng kể vẫn tiếp tục xông vào thị trấn Bakhmut, cô nói. Từ Chekhevya Lữ đoàn pháo binh số 40 hỗ trợ cho lữ đoàn phản ứng nhanh số 4 của lực lượng vệ binh quốc gia và lữ đoàn cơ giới số 28 và 53 bảo vệ xa lộ t 0504 chạy về phía tây đến Khotyn Tynivka được tăng cường đạn pháo từ các nước Đông Âu. Lữ đoàn pháo binh bắn suốt ngày đêm để yểm trợ cho quân phòng thủ Ukraine trong thành phố Bakhmut. Cả ba xa lộ nối với thành phố Bakhmut là E40, Bắc Bakhmut ở phía tây bắc thành phố. T-0513 Bakhmut Shivers ở phía bắc thành phố và T-0504 đều không thể sử dụng đối với cả hai bên vì đều nằm trong tầm hỏa lực của nhau. Trong 24 giờ trước đó, khoảng 700 quân nhân Nga đã thiệt mạng, cùng với 4 xe tăng và 9 xe thiết giáp. Quân Nga bỏ chạy, để lại 7 hệ thống pháo. Tính chung, từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến 8 tháng 3, 155.530 lính Nga đã bị loại khỏi vòng chiến. Trong khoảng thời gian này, quân phòng thủ Ukraine cũng đã phá hủy 3.436 xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga, 6.723 xe thiết giáp, 2.463 hệ thống pháo, 488 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt. Quân xâm lược cũng mất 253 hệ thống tác chiến phòng không, 303 máy bay chiến đấu, 289 máy bay trực thăng, 2.098 máy bay không người lái chiến thuật 873 hỏa tiễn hành trình, 18 tàu chiến, 5.330 xe chuyển quân và nhiên liệu và 236 mảnh thiết bị đặc biệt. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết hôm thứ Ba rằng, nếu người Nga chiếm được Bakhmut, họ sẽ có một con đường rộng mở tới các thành phố công nghiệp lớn hơn của Ukraine ở phía Tây. Nga có thể làm gì với Bakhmut? vì nghiên cứu chiến tranh đánh giá rằng, các lực lượng Nga khó lòng đánh chiếm được thành phố Bakhmut, và nếu có chiếm được, cũng không có khả năng khai thác chiến thuật lợi thế này. Phân tích của viện nghiên cứu chiến tranh cho biết tổ thất lớn về nhân sự và khí tài chiến tranh sẽ hạn chế đáng kể khả năng của các lực lượng nga trong việc khai thác hợp lý bất kỳ con đường tiến công nào được mở ra khi chiếm được Bakhmut. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews. News ptv.com một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.